Wow, thực sự là không thể nào mà tưởng tượng được anh em. Mẹ đúng không thiệt, ông trời cũng thương, ông trời có tiền để mua cái heo quay mình anh, mà đúng mình mua chỗ mình lẹo đây được. Nói chung thấy vậy cũng ổn á. Mà mình nhìn cái mèo đây mình rất không biết. Giờ mình về mình sẽ mình chạy ra để đăng vợ mình anh nó có sức. Thường sẽ đẻ một đứa nữa nha. Đẻ một đứa nữa nha. Thì cảm ơn anh Hân đã tới ủng hộ mình nha mọi người. Thêm giờ. Đó. Nhưng mà đủ này anh em rồi. Đáng lý bán nửa giá rồi nhưng mà bán đúng giá thị trường. Thì em lấy anh nửa giá được chưa? Đồ phải cứ liền, Y xin.